lại kênh của Mây Khoai Tây. Dạo này các bạn thường bảo Mây là sao Mây ít tổ chức thử thách đoán tên thế. Thế là ngày hôm nay mới quyết định rủ cả team chơi thử thách đoán tên. Nhưng thử thách lần này là đoán các streamer game cơ. Nghe thấy thú vị đúng không? Và người chiến thắng thử thách lần này sẽ được 3 triệu lận đó. Nào các bạn hãy cùng Mây chơi thử thách lần này nhá. Các bạn biết ai thì cũng hãy comment bên dưới và xem đến hết video để xem các bạn đoán đúng bao nhiêu người nha. Bắt đầu thôi. Yeah. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nào chơi. Bắt đầu. Ôi dồi ôi. Hả? Tôi sai rồi. Stream à? Virus. Chính xác. 5 4 3 2 mà. Cái này dễ. 1 Ai vậy? Dễ mà. 5 Đi đây. 4 3 2 Lệnh hoạt. 1 Nhìn như thế mà mọi người biết là bạn phải. Tao rất là mệt luôn nha. Mọi người nhìn thế nào? Không biết mày ạ. Đây stream game mà. Bằng như thoại. AS Mobile. Chính xác. Thầy sẽ làm một cái ảo thuật biến mất hết tất cả xu mà các em đưa cho. Nào, đây là... Xí gụ. Đốc tờ. Đúng rồi. Sai. 5 4 luôn. Doctor Bia đấy. Năm. Doctor Bia. 3 Brown. 2 1 Brown. Hả? 5 4 3 Bác sĩ No. Sao mày ngu thế hả? Có khi bác sĩ từ 2 từ thôi. 5 2 2 2 từ 5 gấu. Bác gấu. Chính xác. Bốn. Cái gì đấy? Gấu phì à? Heo phì. Năm. Heo bụng bự. Bốn mỡ. Hai. Con đối đỏ. Năm. Mập. Đi điểm thôi. 5 Cái này là 4 Đúng. Bự. Sai ngốc. Mít thiện. 5 5 4 Bự. Phần nào cũng lợi. 3 Béo. Yeah boy. Cần đúng rồi. Đây phần 3 chỉ mà. Ừ nhở. 3 bốn nó ba bụng à ba loại béo. Chính xác. Ba loại à, câu này mình biết. Năm. Mình cũng biết. Bốn. Bom. Hai. Bomberman. Hai. Chắc chắn mà sai được. Trời ơi. Năm. Đứng ở đây. Bomberman à. Chính xác. Đây là cái gì vậy? Năm. Tớ ý đấy là cái gì? Thủy ngân. À thủy ngân hả? À? Ôi giời. Ôi ơi, nói thế. Ôi ơi, TV. Chính xác. Chào mừng bạn đấy. Hello, chào mừng các streamer đến với trải nghiệm để con gái. Năm. Bốn. Ba. Chris Devin Gamer. Sai. Ôi, cái gì vậy? Chris Evil Gamer. Đúng rồi. Gọi anh lên ga bốc đầu là phóng nhanh xe anh có hai đèn bấm đèn là sáng lên tình cờ gặp công an chết mẹ rồi thấy chưa ôi vui quá em ơ năm bốn ba thơ Nguyễn à biết rồi năm bốn ba đẹp năm Tư liệu thơ. Thông minh lắm. Năm. Lập trình. Lập Nguyễn. Đẹp Nguyễn. Bình giác. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm a classic.
4, bác này bác gì nhở? 3, 2 Dũng senpai. Đây là anime. Trời ơi. 1, 3, 2 Cậu B. 1, 2 ADB à? Hồi sinh nhân ADB à? 3 Fox 2 Fox B. Chính xác. Không biết luôn mọi người ơi. Gao TV. 2 Hả? Xanh TV. Gao bạc TV. Nếu tao nói SS về trình độ Free Fire cũng ngon phần nào, tao sẽ bị chửi rằng bố cái thằng gao bạc TV liar phát ngôn tầm phào. 4 gì anh? 3 Thách thức danh hài. Cái này là Ngọc Bích à? 5 Đàm. 4 Ngọc Đàm. Chính xác. Mèo Simmy. Chính xác. Vui hân hoan đón mừng làm bánh nhân ngày ở này em cương. Ô, đây là con bun nè. Bun 14 ạ. Mèo Channel. 3 Mr. Duck. Mr. Vịt. Chính xác. 3 Mi 2 Ngồi xi măng à? 1 Trời ơi, dễ quá. 5 Dễ 4, quá 3 PC Gaming. Chính xác. Năm Lắp cái gì nhỉ? 4 3 Huyền thoại. 2 Huyền thoại. 1 5 4 3 2 Mobile. Nhưng mà thẳng quá rồi. Mobile gì á? Mobile Việt. Mobile Việt. Ôi, mình ghéo. 5 5 lấy. Chính xác. Gấu trúc TV. 2 Gấu TV. Wow. Hai nó phải hả? Panda TV. Chính xác. Năm Piu Piu. Chính xác. Diệt quái trừ yêu là công việc của ta. 4 Nguyễn. Kiến trang thứ 2. Đau mắt. 4 1 5 4 3 2 Win. Gió nheo TV. Tao lấy mày luôn. Gió nheo TV. Ôi, cô này để tôi. Nào. Phong Cận TV. Chính xác. Hả? Đâu đó rồi, chúng ta xem. Ông bông ớt đấy. 5 4 3 Nguyễn. À, thế đó, ui giời. 5 4 3 Red Food TV. Chưa rồi, thế này mình đoán rồi, Red Food VN. Chính xác. Trời ơi. 5 Dâu Tây Official. Lật kèo thôi. 5 4 Đây là cà chua. 2 Zero Official. Chính xác. Trời đất ơi. Đầu tiên mách bảo. T Gaming. Chính xác. Sao lại bảo nhanh vậy? 5 4 Livestream Gaming. 1 Sao không dịch tiếng Việt? Trực tiếp game. Đúng rồi. 2 giờ sáng anh gọi em không bắt máy. Hình như là mình thắng hay sao ấy. Nào mọi người cùng chờ công bố kết quả nha. Nào đến phần công bố kết quả rồi. Mình tin là mình có 90% cơ hội thắng đây. Nào hồi hộp quá. Khai Tây vẫn giữ vững phong độ. 2 điểm. Cố gắng lắm rồi. Nào 4 điểm. Khác biệt. Anh Việt Anh 5 điểm. Ôi. Mày bay tây phong độ ghê. Thế mà anh bốn mắt xanh đồng hành nhất 7 điểm. Trời ơi, sao mọi người nhiều vậy? 3 điểm. Vậy là mình
lên. Rồi, hai quán quân sao? Hai quán quân chia đôi tiền thưởng sao? Yeah. Rồi, chia đôi tiền thưởng vậy. Yeah. Mặc dù mình không biết streamer nào nhưng mình vẫn đứng chưa. Này quá vậy ta. Thử thách gì rồi đấy. Thôi, thích lần sau không chơi đâu, lần nào chơi mất tiền như này. Và video của mình đây là kết thúc rồi các bạn ạ. Mây cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến hết video này của Mây. Tặng cho Mây một like và nhớ là bấm nút đăng ký bên dưới, bật chuông thông báo lên để nhận thật nhiều thông tin kênh Mây Khoai Tây. Tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau. Bye bye.